nay có cái GN Party của bên BMW Motorrad được vinh dự được ban tổ chức mời. Mà nay cũng có việc cơ quan nên là về hơi trễ, giờ chạy qua nó cũng trễ rồi nhưng mà thôi cứ qua. Anh em mời nhiệt tình mà không qua là không có ổn. Mấy ngày này cuối năm ai cũng lu bu, chạy như chạy giặt. Đường lúc nào cũng kẹt xe đông. Mà mấy anh em còn ráng tổ chức được tiệc tất niên cho cái sân chơi cho mọi người, phải nói là đánh giá rất là cao. Tinh thần chiến đấu đến giờ phút cuối cùng của năm cũ của ban tổ chức. Việc năm nay mình thấy là nó cũng không có nhiều cái việc vui. Thấy cuối năm rồi mà thấy mọi người mất việc làm đồ á, mình thấy cũng buồn. Giờ mình sẽ đi hướng đại lộ Đông Tây ra Motorrad quận 2. Năm nay công ty nào mà tổ chức được cho mọi người được tất niên này kia đồ, phải nói là vẫn còn may mắn. Nhỏ lớn không cần, không quan trọng, nhưng mà làm được cái đó chứng tỏ là mọi người cũng còn gắng gượng được. Chứ như thấy mấy như khu công nghiệp ấy, thấy tội công nhân mình quá. Mà giờ tình hình kinh tế cả thế giới nó như vậy mà biết sao giờ. Đại dịch rồi chiến tranh này có đủ hết trơn, hỏi kinh tế nào mà hôm nay mình thay đổi cái góc quay của GoPro một chút để coi nó có khác gì không, để mọi người coi như thế nào thử ha. Mình dùng mắt lên mode á, rồi dùng chế độ horizon block á để coi cái góc nó có rộng thêm được nhiều không, để cho nó thấy được full cái tay lái nè. Với lại coi cái hình ảnh nó có ổn định hơn không. Đấy, ai nói GoPro quay đêm dở thì hôm nay mình cũng thử luôn coi GoPro quay đêm dở không. Chạy đêm hoài cái gì mình thấy cũng ok. Gần đây thì mình thấy mọi người bắt đầu chuyển qua chơi DJI Buck Action 3 ha. Rồi nhiều thông tin cho GoPro 11 bắt đầu cái số lượng tiêu thụ nó giảm xuống. Mình thì cũng chưa trải nghiệm thử GoPro 11 nên cũng chả biết làm sao, nhưng mà cơ bản là tính năng, các cái tính năng mình xài nó cũng không có hết được á. Mặc dù là mình khai thác nó cũng nhiều á, mà mình nghĩ cũng không khai thác được hết, bởi vì bản chất nó là action cam, cho nên là mọi người hay đưa ra những cái bài test cho một cái camera kiểu mà quay trên phim trường, điện ảnh, quay no limit tịch thì chứ mình dùng nó không có giống đúng cái cách mà nhà sản xuất người ta thiết kế nó thì nó không phát huy tác dụng thôi. Chuyện nó treo là bởi vì người ta thiết kế cái vi mạch nó chỉ chịu đựng như vậy, rồi nó treo để nó tránh quá nhiệt, là nó bảo vệ các linh kiện bên trong, chứ không phải là nó dở. Thì nhà sản xuất người ta chú trọng là đánh đổi cái hiệu năng nhanh, mạnh, mượt, thì nó phải trả giá là bài toán quá nhiệt.
mà muốn bảo vệ trong trường hợp quá nhiệt thì người ta phải cho nó cái chip để cái cảm biến nhiệt á, để nó treo hoặc nó tắt máy gì đó để nó bảo vệ các cái linh kiện bên trong ha. Đó là nguyên tắc thiết kế của một cái vi mạch, cấu trúc vi mạch nó như vậy thôi à. Còn nếu như một cái loại thiết bị khác nhà sản xuất người ta cố tình thiết kế để cho nó chịu được nhiệt, mà cũng là các tính năng khác và cấu trúc vi mạch nó cũng giống như GoRo, thì người ta sẽ trả giá bằng cái chuyện là độ bền của máy. Về lâu về dài thì coi cái thiết bị nào nó bền hơn. Nói chung là người ta tính toán hết rồi, ta được cái này thì ta phải trả giá cái khác, không? Nên là mình sử dụng thì mình cũng phải biết cái nguyên lý của nó một chút để mình cứ đỡ hoang mang, cứ thấy cái sao ra cái là hoang mang lo lắng. Nhiều bạn phải đi hỏi tùm lum ý kiến trên cộng đồng mạng trước khi mua này kia. Rồi vô hầm, qua cái hầm này là tới nơi rồi. 7 giờ rưỡi qua chắc mọi người nhập tiệc rồi đó, không biết có bị câu giờ như đi đám cưới không thôi. Nhiều khi tâm lý mọi người đi dự tiệc ai cũng nghĩ là ban tổ chức sẽ trừ hao giờ, cái mọi người cũng trừ hao thêm luôn. Còn mình em phải trừ hao nha, mình có việc thiệt, mình chấp nhận đi trễ chứ không có lấp liếm rồi giờ dây thun rồi lên nói có việc thì kia đi trễ. Có việc thiệt, cuối năm ai cũng bận hết, mấy anh em khác chắc cũng vậy ha. Nhà bao việc. Rồi qua ngã tư này là tới. Mấy anh chờ em với, mấy anh ơi, cho em hết phần à. Rồi tới nơi, mọi người chờ em với. Vui lắm mọi người. Anh bạc tây của BMW nhưng mà đầy đủ các hãng. Harley Davidson nè, Ducati nè, KTM luôn. Chơi vậy đi, vui cái gì đâu. Đó, đây là quang cảnh của anh Di Bạc Ti của BMW Motorrad. Chị xin mời anh chị cùng hát theo và khiêu vũ cùng với chị được không ạ? It's been gone for some time, but he knows I truly love you. Công bố thêm hình ảnh của RT 250 RT. Số cái mẫu xe trong showroom BMW ha, để cho mọi người xem. Và đang đình đám nhất là RAM 1008 nè. Có mấy mẫu RAM 1008. GS bây giờ là xưa rồi. Này chắc 1000 RAM. Dòng naked. Dòng tay ga của BMW.
như bản này cũng GT hả? Đây nhà này mấy mẫu tay ga cũng ngầu, giờ đang hot đó là R1800 rồi, dòng GT rồi RT rất hứa hẹn là thay thế GS trong tương lai. Này dòng sport này quá nổi tiếng rồi, mọi người biết rồi ha. Mình mới trang bị cái món đồ chơi để kiểm tra bình trong mọi tình huống ha. Cái này đang kiểm tra dòng khởi động. Khởi động này cũng nó báo hơi yếu nè, dòng khởi động hơi yếu nè, tại vì mình cũng để 2 tuần này chưa có chạy á. Giờ mình sẽ test cái dòng sạc thử coi. Dòng sạc nó có 3 cái thì bây giờ nó kêu mở hết cái đèn lên. Rồi, nó cho kêu để chế độ gì đó mà mở đèn lên và chế độ garanti test. Xong một cái, bây giờ nó kêu giữ dòng tua từ 2500 đến 3000. Bây giờ bài test cuối cùng là để chế độ garanti và tắt hết mấy cái này. Rồi, đang ok. Ok, nói chung là bình còn tốt á. Bình đang trong chế độ chuẩn. Rồi, đi về. Khu sala buổi tối đẹp mà rơm rã quá ha. Giờ anh em bắt đầu đi về. Buổi tối đây đẹp ghê. Hành tráng. Này, trên đường dễ gặp GS, GSA. Nhìn thấy nó ngợp không? Đẹp nhưng mà nó ngợp quá. Trong buổi tiệc này vui, nói chung là anh em tới chơi nó cũng chả cần quan tâm anh là ai, nhóm nào đến được thì đến thôi, kiểu vậy. Chơi vậy nó cũng vui. Mình gặp vài anh em CBC, có vài anh em về sớm cuối năm đúng rồi, bạn muốn gom lại cũng khó. Rồi đi đường này về đổ xăng luôn. Rồi đi đường này để cho nó thiếu sáng ha, quay thử coi thiếu sáng sao ha.
Khi mình đi thường mấy tour khởi hành mình đi sáng sớm 3 giờ mấy 4 giờ thì nó tối nó cũng cỡ cỡ vậy thôi, có khi tối hơn tại vì đèn đường người ta tắt, mấy cái quán xá người ta tắt nè, người ta tắt đèn người ta chưa có dậy á, nó còn tối hơn thì mình thấy nó cũng không vấn đề gì. Mình biết tối ưu mấy cái thông số khi quay trong điều kiện tối xa, thiếu sáng là ok hết à. Với lại mình phải biết hậu kỳ, hậu kỳ nó hỗ trợ cho mình giải quyết vùng tối vùng sáng theo cái ý mình, chứ còn để chế độ ô tô thì lúc nào nó cũng ở chia mức trung bình thôi. Không biết là cái góc lái mình gắn lens mod này vô như thế nào ha. Giờ đó mình sẽ biên tập lại, mình để nguyên si vậy coi mình đánh giá ha. Nhưng mà mình nghĩ nó phải rộng hơn cái lens bình thường, cho nên nó mới kêu là mắt lens, nó cho tầm nhìn rộng. Nhưng mà như gắn cái này vô thì mình thấy nó mấy cái reset đó là mấy cái cài đặt mẫu của cái bản cái máy bình thường là nó mất đi, nó chỉ còn có một cái reset tương ứng với mắt lens mode thôi. Nó chỉnh được hết, chỉ là nó khi mà nó hỗ trợ nhiều reset thì mình chuyển nhanh giữa các chế độ với nhau thôi. Nhưng mà cơ bản là mình vẫn phải thao tác cho nó để đổi reset, cho nên là nếu gắn mắt lens vô mà nó không có cho các cái reset tương ứng thì mình chỉnh trên cái mod của nó thôi, nên cũng không vấn đề gì. Đằng nào cũng phải dừng lại để tinh chỉnh lại những cái thông số trên cái reset đó. Chỉ là cái lens thường thì nó có cái đồ chụp bảo vệ ha, còn cái mắt lens không có cái gì bảo vệ mà nó còn to, nó lồi ra ngoài nữa, cho nên là nếu mà gắn cái này thì nó rất là dễ bị va chạm hay là đất đá nó văng vô là giờ đây thì ánh sáng này là dư sức để cho GoPro xử lý rồi. Mình nghĩ là mọi người không nên thần thánh quá tất cả những cái thiết bị ha, nó chỉ là cái công cụ thôi. GoPro thì mình cũng không phải binh gì GoPro đâu, nhưng mà đều tại vì nhiều khi mình thấy nhiều anh em cứ thần thánh hóa một cái thiết bị nào đó, cứ nói quá rồi chê tùm lum hết. Cái DJI Action thì nó có những cái thế mạnh riêng của nó. Nhiều bạn YouTuber khác cũng đã review mà mình cho là khá khách quan đó. Option 3 nó có lợi thế hơn nếu mà làm vlog, khi mà mình cứ quay cái mặt mình là chính á, là bởi vì cái thuật toán của DJI á ưu tiên đo sáng vô chủ thể, đo sáng vô khuôn mặt á, cho nên là mình thấy trong một số cái hoàn cảnh á, khi mà chuyển môi trường sáng á thì DJI lấy cái vùng sáng chuẩn hơn nếu mình cứ quay cái mặt. Còn GoPro thì đo sáng kiểu như toàn khung á, cho nên nó cho ra một cái chất lượng sáng trung bình cho nguyên cái bố cục luôn. Cho nên là nếu mà nói về độ chi tiết á, tại sao mọi người cứ thấy là DJI như nó không có rõ, nó cứ hơi bị mờ mờ so với GoPro. GoPro là rõ vô cực luôn, rõ vô cực luôn. Cái độ sâu trường ảnh của GoPro nó lớn hơn, cho nên là nó lấy toàn giải, nó lấy nét toàn giải được. Còn DJI thì nó tập trung focus vô đo sáng vô cái mặt, cho nên là cái mặt thì rõ nhưng cũng không phải rõ lắm đâu, nhưng nó làm mịn da thì không rõ được. Và giống như là cái kiểu như là xóa phông á, nói xóa phông giống mọi người dễ hình dung hơn,
thì cái độ sâu trường ảnh của GGI nó hẹp hơn là của GoPro. Trong đó thì nhiều khi nói lỗi autofocus này kia, chứ mình nghĩ chắc cũng không phải đâu, do cái thuật toán của DJI người ta cố tình làm vậy ha. Cho nên là nếu cứ quay cái mặt suốt thì nên xài Action 3. Rồi mình xin kết thúc cái clip hôm nay ha. Hôm nay thì clip ngắn thôi, chủ yếu là cái sự kiện của anh em BMW Motorrad, với lại nhân tiện mình test cái cam có gắn mắt lens.